nha. Hôm nay câu lạc bộ tóc đây kéo tình nhân ái làm từ thiện tại Phước Kiển Nhà Bè. Cắt tóc, uống tóc rồi để tóc cho các bà con. Bên kia thì phát 100 phần quà cho bà con. Phía sau là đi Bến Tre nha các bạn. Bạn nào trong ngành tóc cũng tham gia thì liên hệ bên câu lạc bộ nha. Mỗi tháng câu lạc bộ đều đi từ 1 tới 2 lần nha. Đang trong thời gian chờ. Đang nhộn. Không muốn chờ lâu lắm.